Kính chào và cảm ơn quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa nay thứ năm ngày 1 tháng 7, ngày bắt đầu quá trình mở rộng thành phố Huế theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với bước ngoặt mở rộng địa giới hành chính bắt đầu từ ngày hôm nay, thành phố với chiếc áo mới sẽ mở ra những cơ hội lẫn thử thách mới. Với sự đoàn kết, đồng lòng, chính quyền và người dân thành phố tin tưởng sẽ sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao hơn, xa hơn. Vui mừng kỳ vọng vào những đổi mới trên quê hương, đó là cảm nhận chung của những công dân mới của thành phố Huế trong thời điểm lịch sử. Sau thời gian triển khai thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế sẽ đánh giá lại tính khả thi của việc cách ly F1 tại nhà để quyết định chủ trương tiếp theo. Chiều qua, Thành ủy Huế tổ chức lễ công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định tiếp nhận thành lập đảng bộ trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc tiếp nhận và thành lập đảng bộ trực thuộc thành phố Huế. Theo đó, chuyển giao 17 đảng bộ, một chi bộ cơ sở và 2.766 đảng viên thuộc đảng bộ thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang về đảng bộ thành phố Huế, gồm 13 đảng bộ xã, phường, thị trấn và 3 đảng bộ đơn vị sự nghiệp, 2 chi bộ đảng bộ doanh nghiệp. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng ra quyết định giải thể và thành lập tổ chức cơ sở đảng đối với các đơn vị, trong đó giải thể đảng bộ cơ sở phường Phú Cát và đảng bộ cơ sở phường Phú Hiệp, thành lập đảng bộ cơ sở phường Gia Hội, giải thể đảng bộ hai phường Phú Bình, Thuận Lộc và thành lập đảng bộ cơ sở phường Thuận Lộc, giải thể đảng bộ cơ sở hai phường Phú Hòa, Thuận Thành và thành lập đảng bộ cơ sở phường Đông Ba, giải thể đảng bộ cơ sở phường Phú Thuận để sáp nhập vào đảng bộ cơ sở phường Thuận Hòa và đảng bộ cơ sở phường Tây Lộc, đồng thời đổi tên 4 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn trực thuộc Thành ủy Huế, bao gồm đảng bộ cơ sở xã Hương Vinh thành đảng bộ cơ sở phường Hương Vinh, đảng bộ cơ sở xã Thủy Vân thành đảng bộ cơ sở phường Thủy Vân, đảng bộ cơ sở xã Phú Thượng thành đảng bộ cơ sở phường Phú Thượng, đảng bộ cơ sở thị trấn Thuận An thành đảng bộ cơ sở phường Thuận An. Chiều qua, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tiến hành bàn giao mọi công tác y tế đối với hai khu cách ly tập trung T3, T4 cho Trung tâm Y tế thành phố Huế. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7, Trung tâm Y tế thành phố Huế sẽ tiến hành tiếp nhận bàn giao tất cả các công việc y tế tại hai khu cách ly T3 và T4 trên địa bàn xã Phú Thượng. Theo sự thống nhất và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, thì Trung tâm Y tế huyện Phú Vang sẽ tiến hành bàn giao tất cả số công dân đang được cách ly tập trung tại hai khung T3 và T4 với 1.246 công dân cùng với các nội dung công việc bao gồm danh sách các công dân về thực hiện cách ly, cả quyết định cách ly, tờ khai y tế, bản cam kết, phiếu theo dõi nhiệt độ, số lưu mẫu thực phẩm, kết quả xét nghiệm cả công dân. Tại buổi bàn giao, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban giám đốc cũng như đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã hoàn thành tổ cả công việc tại hai khu cách ly trong suốt 18 tháng qua. Đặc biệt là đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tiếp nhận cũng như chăm sóc cả công dân về cách ly. Ban chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Huế sau khi tiếp nhận cần tổ chức phân công các lực lượng tiếp quản khu cách ly một cách chặt chẽ, đặc biệt là phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tiếp nhận công dân về cách ly và chăm sóc cả công dân trong khu cách ly một cách chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Những ngày này, người dân của thành phố Huế nói chung đều tự hào phấn khởi trước vận hội mới của quê hương. Trong quá trình phát triển của mình, thành phố Huế luôn là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của toàn tỉnh. Với bước ngoặt mở rộng địa giới hành chính bắt đầu từ ngày hôm nay, thành phố với chiếc áo mới sẽ mở ra những cơ hội lẫn thử thách mới. Với sự đoàn kết đồng lòng, chính quyền và người dân thành phố tin tưởng sẽ sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa Huế trở thành một thành phố festival, trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của châu Á và là hạt nhân phát triển của toàn tỉnh. Phường Đông Ba là một trong những phường mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Thuận Thành và phường Phú Hòa. Với diện tích mới 2,08 km², quy mô dân số 14.482 người. Trụ sở của phường Đông Ba sẽ đặt tại địa chỉ 31 Huỳnh Thúc Kháng, trụ sở của phường Phú Hòa cũ. Người dân của phường Đông Ba ai nấy đều vui mừng phấn khởi, cùng chung một kỳ vọng sau khi được sáp nhập, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Cơ sở vật chất, hạ tầng của phường mới sẽ ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Bản thân tôi là một người dân, công dân của phường Thuận Thành. Sau khi nghe về thông tin về mở rộng địa giới hành chính thành phố, thì phường tôi sẽ được đổi tên thành phường Đông Ba.
và nơi tôi sinh sống thì sẽ có địa giới hành chính rộng hơn. Và tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi với một cái niềm tin và hy vọng rằng thành phố sẽ mở rộng hơn, khang trang hơn và phát triển mạnh mẽ hơn, và mức sống của người dân sẽ được nâng cao hơn. Trong quần chúng nhân dân, người ta cũng hy vọng rằng là trước khi mà thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh trực thuộc trung ương thì cũng phải sắp xếp một số địa giới hành chính. Cho nên là nhìn chung người dân họ cũng rất phấn khởi, vì họ vẫn muốn rằng là cái đời sống tinh thần và vật chất của người dân là ngày càng được đi lên. Cho nên cái việc này là dân người ta rất hưởng ứng. Gắn bó với phường Phủ Thuận từ năm 1975, cho đến nay khi đã là cán bộ nghỉ hưu, ông Lê Hồng Ti vẫn thường xuyên quan tâm theo dõi những thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của thành phố và của phường. Đặc biệt từ khi Quốc hội thông qua đề án sắp xếp mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế, ông Ti càng phấn khởi khi quê hương mình gắn bó hơn 46 năm qua nay đang ngày càng khởi sắc với những đổi thay đáng tự hào. Được yêu cầu nhiệm vụ chung để tạo điều kiện tạo ra ta đa và thế cho là cái thành phố Huế phát triển ngang tầm với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Việc là sáp nhập của phường Phổ Thuận vào là phường Thái Lộc và phường Thái Hòa, đó là một cái yêu cầu khách quan, đồng thời đó là phù hợp chung. Vì điều kiện hiện nay yêu cầu bố trí dân cư, rồi diện tích và các hoạt động khác để cho nó bảo đảm được một cái phường là hoàn chỉnh. Bởi vì phường mạnh thì thành phố mới mạnh, mà thành phố mạnh thì phải nhờ các phường, các chương trình phải mạnh. Chúng tôi thấy rất phấn khởi, rất phấn khởi, được như vậy. Và chúng tôi mong muốn làm thế nào thành phố và tỉnh và trung ương nên quan đầu tư là mạnh thêm cái mặt tuyến đường. Bởi vì cái mẻ ngoài đường ngoài này là bộ mặt của người dân khi vào thành phố. Sau khi điều chỉnh mở rộng, thành phố Huế sắp xếp lại 9 trong 27 phường. 9 phường cũ sẽ thành 5 phường mới, trong đó 2 phường Phú Cát và Phú Hiệp sẽ sáp nhập thành phường Gia Hội, 2 phường Phú Bình và Thuận Lộc nhập thành phường mới Thuận Lộc, 2 phường Phú Hòa và Thuận Thành có tên mới là Đông Ba. Thành phố Huế cũng điều chỉnh 0,46 km2 diện tích tự nhiên và hơn 7.500 người của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc. Điều chỉnh 0,8 km2 diện tích tự nhiên và hơn 4.900 người còn lại của phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa. Ngoài ra, thành phố Huế lập thêm 4 phường mới gồm Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thường, Thuận An trên cơ sở nguyên trạng các xã Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thường và thị trấn Thuận An. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui mừng và phấn khởi của người dân thành phố Huế khi chứng kiến quê hương đang khoác lên mình chiếc áo mới, thì họ đặt vào đó những niềm tin và kỳ vọng mới với mong muốn thành phố Huế sẽ ngày càng phát triển, đời sống của người dân sẽ ngày càng được nâng cao. Và hy vọng rằng với những định hướng đúng đắn và dài hơi của lãnh đạo và chính quyền tỉnh, thì thành phố Huế sẽ phát triển, xứng tầm là một đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và là một trung tâm du lịch đặc sắc của châu Á trong tương lai không xa. Như vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay, gần 300.000 công dân các địa phương thuộc Hương Thủy, Hương Trà, Phú Vang đã chính thức trở thành công dân thành phố Huế, nâng tổng dân số của thành phố Huế mở rộng lên hơn 652.000 người. Vui mừng kỳ vọng vào những đổi mới trên quê hương, đó là cảm nhận chung của những công dân thành phố trong thời điểm mang tính lịch sử này, ghi nhận của phóng viên thời sự. 65 năm làm người nông thôn, giờ được trở thành người thành phố, không vui sao được. Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Sáng, người dân xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy trong những ngày sắp sáp nhập vào thành phố Huế. Chăm chút lại cổng nhà, ngõ xóm, chia sẻ niềm vui chung với bà con chòm xóm là những điều ông làm để chờ đón ngày trọng đại. Hôm nay thì nghe tin được là sáp nhập vào thành phố. Thì đối với một người dân ở xã Thủy Bằng, ở vùng Gò Đồi mà nghe về thành phố thì dân cũng rất vui mừng phấn khởi. Muốn có một cái đô thị văn minh, gia đình hạnh phúc, mà trong lúc thành phố Huế là một cái thành phố xanh sạch đẹp, thì cho nên là mọi người dân cũng phải cần cố gắng mình chấp hành các cái công việc của nhà nước đã đề ra để mà làm rằng thành phố mình á thật xanh sạch đẹp, là mong giống như kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với cái thành phố sau này sẽ trực thuộc trung ương. Không phải đến bây giờ mà từ những ngày cuối tháng 4 đến nay, việc sáp nhập một số xã thị trấn vào thành phố Huế là thông tin được người dân các địa phương và nhân dân cả tỉnh quan tâm, chia sẻ sôi nổi.
Câu chuyện sáp nhập đã và đang được chia sẻ, bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội và lan tỏa vào từng tổ dân phố, khu phố, tới từng thôn làng. Rồi đây, quê hương sẽ được thành phố đầu tư khang trang, hiện đại hơn, hợp tác phát triển kinh tế xã hội được mở rộng, cơ sở hạ tầng thay đổi, đời sống người dân được nâng lên. Đó là những kỳ vọng, những mong mỏi của người dân xã Thủy Bằng khi được sáp nhập vào thành phố Huế. Cái tin này là làm cho chúng tôi vui mừng lắm, vì là bộ mặt của xã chắc là sẽ có thay đổi và người dân chúng tôi cũng phải thay đổi theo ý thức của một người thành phố. Thế nên là chúng tôi rất phấn khởi lắm. Là người dân thì không có gì hơn thì coi như là được vào thành phố là phấn khởi lắm rồi. Mong là được lên thành phố thì các cơ quan lãnh đạo của thành phố quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho dân ngày càng được phát triển. Thủy Vân và Thủy Bằng là hai xã của thị xã Hương Thủy được sáp nhập vào thành phố Huế. Với đặc thù kinh tế xã hội chủ yếu là nông nghiệp và du lịch dịch vụ, trong những năm qua, người dân hai xã cũng đã có nhiều hoạt động kinh doanh, chăn nuôi sản xuất mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi được làm một phần của thành phố Huế, nhiều người dân ở đây vẫn còn những trăn trở, suy nghĩ riêng. Bởi một khi sáp nhập vào thành phố, một số ưu tiên, chính sách dành riêng cho người dân nông thôn sẽ không còn. Một số thủ tục hành chính về xây dựng, sửa chữa nhà cửa cũng sẽ thay đổi, mức thuế, phí cũng sẽ tăng. Chính vì vậy mà người dân đều mong muốn sẽ có một lộ trình phù hợp để việc sáp nhập không gây ra nhiều xáo trộn cho đời sống của người dân. Khi gia nhập vào thành phố thì tỉnh, chủ trương của tỉnh nên có một lộ trình từng phần, nhưng cắt giảm những cái gì như vấn đề là vì chắc chắn là điện nước, về môi trường chắc chắn sẽ tăng, nhưng mà cái thu nhập của người dân thì đã bắt đầu mới chưa phát triển, chúng đang còn nhiều khó khăn, thì cũng mong rằng là chủ tỉnh quan tâm và xem xét kỹ về cái vấn đề này. Đa số thì bọn người dân thì cũng phấn khởi, nhưng có cái gì thì tuy nhiên là bước đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn, thì chẳng hạn như là với cả cái thu phí rác thải này, rồi cái nộp học phí cho con em, thứ ba nữa là về cái quy tắc đô thị trong việc xây dựng và sửa chữa nhà thì cũng có cái khó khăn hơn là coi như là do trước đây, thì cho bà con cũng thấy rồi nhưng vẫn chấp nhận theo cái chủ trương. Hào hứng, vui mừng và tràn đầy hy vọng là cảm giác chung của mỗi người dân khi trở thành công dân của thành phố Huế. Và cùng với niềm vui đó, mỗi người cũng cảm thấy mình như có trách nhiệm phải phấn đấu học tập, làm việc nhiều hơn trước để xứng là công dân của thành phố Huế hạnh phúc, góp phần xây dựng giấc mơ Huế từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 lịch sử. Tiếp tục với những thông tin khác. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp có ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự chín huyện, thị thành và các đơn vị trực thuộc. Với tình huống được đặt ra là đợt tấn công xâm lược vào tỉnh Thừa Thiên Huế kết hợp với các phân tử phản động gây bạo loạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức xử trí một số tình huống như chuyển lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, sơ tán lực lượng vũ trang ra khu căn cứ chiến đấu, tránh đòn tập kích ban đầu bằng hỏa lực của địch, triển khai trận địa và xử trí một số tình huống A2, đợt đổ bộ đường không, đường biển, tuyến biên giới. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chỉ huy, cả cơ quan đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ việc xây dựng kế hoạch, làm văn kiện, công trình, công sự hầm hào, tập huấn bồi dưỡng cán bộ, phân công, phân nhiệm, v.v. cho cán bộ và các đơn vị. Chính vì vậy, khi bước vào phần thực hành diễn tập theo cơ chế và xử trí tình huống trên sa bàn, tất cả các tình huống được ban chỉ đạo, ban đạo diễn phát ra, tương trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cả khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các đồng chí trong thành phần diễn tập đã nắm chắc được thủ tục, nguyên tắc, trình tự các bước và thử từ nội dung từng công việc để xử lý phù hợp, sát đúng với thực tiễn. Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và phát triển. Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động các mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn, heo đất tiết kiệm.
từ các mô hình, vai trò, trách nhiệm và vị trí của cán bộ hội viên được khẳng định và nâng cao trong việc vận động gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội cùng tham gia thực hành tiết kiệm. Thành lập câu lạc bộ Yêu Huế nhằm phát huy phẩm chất đạo đức, văn hóa truyền thống của phụ nữ Huế, góp phần quảng bá các di sản, cảnh quan thiên nhiên và con người Huế với cả nước và quốc tế. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, hội đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia nấu ăn tại khu cách ly, pha chế dung dịch sát khuẩn, vận động các tổ chức nhà hảo tâm tặng quà, khẩu trang, lương thực thực phẩm cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng và cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch bệnh tại các tổ chốt trên biên giới. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đưa ra 4 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các chi hội phụ nữ cơ sở, tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Sau thời gian triển khai thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế sẽ đánh giá lại tính khả thi của việc cách ly F1 tại nhà để quyết định chủ trương tiếp theo. Việc cách ly F1 tại nhà có một số thuận lợi cho địa phương như giảm tải cho cả khu vực cách ly tập trung. Đối với F1 có nhà đáp ứng điều kiện, việc cách ly tại nhà giúp giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm chéo khi phải cách ly trong cả cơ sở bị quá tải. Tuy nhiên, việc cách ly F1 tại nhà cần sự giám sát rất chặt chẽ của chính quyền địa phương. Các trường hợp là F1 không ở tập trung một nơi mà rải rác trên địa bàn sẽ cần phải bố trí nhiều cán bộ y tế, cán bộ chính quyền địa phương hơn để theo dõi. Do vậy, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn xung quanh vấn đề này. Nếu F1 cách ly tại nhà ít thì địa phương mới đủ lực lượng giám sát. Khi số lượng quá nhiều, rất khó đủ người đáp ứng công việc này. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung hơn 7.650 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca và Pfizer sản xuất. Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và cả quy định của pháp luật có liên quan, chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sử dụng số kinh phí được bổ sung. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20 quy định chính sách hỗ trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 270.000 đồng một tháng lên 360.000 đồng một tháng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc nuôi dưỡng, mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng một tháng. Trước đó, mức chuẩn trợ giúp là 270.000 đồng một tháng. Nghị định này nêu rõ, tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp, đảm bảo tương quan chính sách đối với các đối tượng khác. Tùy thuộc điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn đảm bảo không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội. Cũng từ ngày 1 tháng 7, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thay thế cho pháp lệnh năm 2005 có hiệu lực với nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi cho người có công với cách mạng. Theo pháp lệnh này, thương binh bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bệnh binh được nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường lớp, trang thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đây là một chế độ mới mà trước đây chưa quy định cho các đối tượng người có công này. Với ba mẹ Việt Nam anh hùng, pháp lệnh bổ sung mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng này, cụ thể là bằng 3 lần mức chuẩn, tức là 4.872.000 đồng một tháng. Riêng với vợ hoặc chồng liệt sĩ đã tại giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ đẻ của liệt sĩ khi còn sống sẽ được hưởng trợ cấp thuốc hàng tháng và được hỗ trợ về bảo hiểm y tế. Từ ngày 1 tháng 7 sẽ có một số thay đổi liên quan đến việc cấp căn cước công dân gắn chip trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, công dân được làm căn cước công dân tại nơi tạm trú hoặc làm online thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Mọi trường hợp đổi từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang căn cước công dân gắn chip đều sẽ bị thu hồi chứng minh nhân dân cũ.
Điều 11 thông tư số 60/2021 của Bộ Công an cũng quy định thời hạn xử lý hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Theo đó, thời hạn xử lý hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân tối đa trong 8 ngày làm việc. Thẻ căn cước công dân sẽ được chuyển về đến nơi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Khi làm thủ tục xin cấp căn cước công dân, người dân không cần điền thông tin trên tờ khai căn cước công dân như trước. Nếu có yêu cầu thì cán bộ tiếp nhận sẽ tìm kiếm thông tin, thu thập vân tay, chụp ảnh và in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân để công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên. Chiều qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế đã trao 100 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 cho Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Số tiền ủng hộ quỹ có được từ việc trích ngày lương của cán bộ nhân viên ngân hàng nhằm hưởng ứng chủ trương của chính phủ về việc thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đóng góp cả quỹ phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xã hội đối với địa phương. Đơn vị trong những năm qua luôn đi đầu trong việc triển khai các hoạt động đóng góp, ủng hộ, chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, cũng như khắc phục thiên tai, hỗ trợ người nghèo, người có công trên địa bàn tỉnh. Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Vi Thảo, sinh năm 1974, trú tại phường Thủy Xuân về hành vi cướp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2021, Thảo điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda biển số 75H1-03351 đến cây xăng dầu số 2, tổ 9, phường Thủy Xuân, thành phố Huế và yêu cầu nhân viên bơm xăng vào xe. Khi nhân viên bơm xong, Thảo không trả tiền mà yêu cầu nhân viên cây xăng đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ đổ cây xăng. Thảo vừa đe dọa vừa lấy vòi bơm xăng bơm lên người nhân viên, đồng thời lấy bình chữa cháy của cây xăng ném đi. Lúc này, anh Lương Việt Hữu Quang, sinh năm 1983, là nhân viên cây xăng, đến lấy bình chữa cháy thì Thảo dùng tuốc nơ vít tấn công anh Quang. Các nhân viên của cây xăng đã kịp thời hỗ trợ anh Quang và khống chế được Thảo. Hậu quả, ba nhân viên của cây xăng bị trầy xước nhiều vùng thân thể, Thảo bị vết rách da sâu ở cánh tay phải. Sau một thời gian củng cố hồ sơ, ngày 28 tháng 6 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Vi Thảo về hành vi cướp tài sản. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.